Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhan tấn công một căn cứ ở vùng Ivano-Frankivsk ở miền đông Ukraine. Một ngày sau, Moscow tuyên bố tiếp tục khai hỏa Kinzhan tập kích kho nhiên liệu ở tỉnh Mykolaiv, phía tây nam Ukraine. Theo các chuyên gia, việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm có thể mang đầu đạn hạt nhân tập kích mục tiêu tại Ukraine, dường như nhằm phát thông điệp cứng rắn với phương Tây. Lầu Năm Góc cho biết họ đã phát hiện Nga sử dụng loại tên lửa siêu vượt âm tối tân này ở Ukraine và quân đội Mỹ, có khả năng theo dõi đường bay của Kinzhan trong đòn tập kích. Tên lửa siêu vượt âm thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao, cộng với khả năng cơ động trong hành trình khiến chúng có thể né tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Nga và Trung Quốc đều tuyên bố đã sở hữu vũ khí siêu vượt âm, trong khi Mỹ vẫn đang chật vật phát triển chương trình này. Theo các chuyên gia, những vụ phóng tên lửa Kinzhan này là màn phô diễn sức mạnh của Nga với phương Tây trong bối cảnh chiến sự Ukraine đã kéo dài gần một tháng. Đây là một phần trong kế hoạch chiến lược của Nga, đó là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực địa chính trị, không phải lĩnh vực quân sự, do họ đang cố gắng chuyển đi thông điệp chiến lược. Theo các chuyên gia, giá trị quân sự mà tên lửa Kinzhan mang lại trong đòn tập kích không cao hơn là mấy so với các tên lửa đạn đạo hay hành trình khác. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ Kinzhan có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Trong bối cảnh nguy cơ tấn công hạt nhân tăng lên, động thái phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhan của Nga ở Ukraine nhằm buộc phương Tây phải nhượng bộ. Trên thực tế, Mỹ nhiều lần thừa nhận rằng đang hụt hơi trước Nga trong cuộc đua vũ khí siêu vượt âm. Mỹ vẫn đang phát triển các tên lửa siêu vượt âm, trong khi Nga đã đưa tên lửa Avangard có tốc độ nhanh gấp 20 lần âm thanh vào kho vũ khí. Trong lần phóng hôm 18 tháng 3, Nga mới chỉ sử dụng tới tên lửa Kinzhan bay gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tốc độ đủ để nó vượt mặt mọi lá chắn phòng không vào thời điểm hiện tại. Tổng thống Putin cũng từng ra lệnh cho lực lượng răn đe chiến lược của Nga chuyển trạng thái báo động sẵn sàng chiến đấu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Tuy nhiên, Mỹ và Anh sau đó nhận thấy lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga hầu như không có động thái thay đổi đáng kể nào. Nhiều chính trị gia cảnh báo, việc gây áp lực quá lớn lên một cường quốc hạt nhân như Nga có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quy mô lớn hơn và mang tới một kịch bản rủi ro cho an ninh toàn cầu. Bộ Quốc phòng Nga đã ra tối hậu thư cho giới chức Mariupol phản hồi bằng văn bản trước các yêu cầu của lực lượng Nga trước 5 giờ sáng ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, phía Ukraine đã khước từ yêu cầu này. Theo đó, từ 10 đến 12 giờ, Bộ Quốc phòng Nga đề nghị tất cả các đơn vị vũ trang của Ukraine cũng như lính đánh thuê nước ngoài tạm thời dừng giao tranh dọc lộ trình đã nhất trí với phía Nga. Từ 12 giờ sẽ có một đoàn viện trợ nhân đạo cung cấp thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Nga kêu gọi đại diện Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE và Tổ chức Chữ thập đỏ hỗ trợ hoạt động nhân đạo nhằm sơ tán dân thường khỏi thành phố Mariupol. Nga cũng khẳng định muốn nhận được phản hồi bằng văn bản từ Kiev về tất cả các đề xuất nhân đạo về việc đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng của thành phố. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phó Thủ tướng Ukraine đã lên tiếng khẳng định không có chuyện Ukraine chấp nhận đề xuất của Nga về Mariupol. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sau nhiều tuần giao tranh, phần lớn lực lượng Nga vẫn đang tập hợp cách trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine hơn 25 km. Các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở phía bắc Kiev. Trong hôm nay, phái đoàn của Nga và Ukraine sẽ nối lại cuộc đàm phán trực tuyến. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất thành phố Jerusalem có thể là địa điểm thích hợp để tổ chức các cuộc hòa đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là động thái mới nhất của ông Zelensky thúc đẩy một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc John C. Aquilino mới đây cho biết Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu. Ông Aquilino cho biết các hành động này trái ngược với lời đảm bảo trước đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh sẽ không biến các đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp thành căn cứ quân sự. Ông Aquilino cũng cho biết việc xây dựng các kho vũ khí tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác trên đá Phành Khăn, đá Subi, đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam dường như đã hoàn thành, nhưng hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc có theo đuổi việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở các khu vực khác hay không. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng nào về các tuyên bố trên. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện do mắc COVID-19 tăng đột biến tại Mỹ khi biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao đang chiếm ưu thế tại quốc gia này.
Trong đợt dịch bùng phát do biến thể Omicron tính từ cuối tháng 12 năm ngoái đến 19 tháng 2, 2022, tỷ lệ trẻ em nhập viện tại Mỹ đã gia tăng nhanh chóng, cao hơn gấp 5 lần so với đợt dịch bùng phát do biến thể Delta gây ra trước đó. Mặc dù tỷ lệ nhập viện ở trẻ em vẫn còn tương đối thấp so với người cao tuổi, song điều này vẫn mang tới nhiều rủi ro, đặc biệt là ở trẻ em sơ sinh. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi được xem là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chiếm gần một nửa số ca nhập viện ở trẻ em trong làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron. Vào lúc đỉnh điểm của làn sóng này, tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi cao gấp 6 lần so với mức đỉnh trong đợt dịch bùng phát do biến thể Delta. Những rủi ro đối với trẻ em dưới 1 tuổi là khá nghiêm trọng, đặc biệt là khi các ca bệnh gia tăng nhanh chóng và việc bổ sung các biện pháp phòng ngừa là cần thiết để giảm thiểu các khả năng lây nhiễm. Theo thống kê, có hơn 1.000 trẻ em dưới 18 tuổi đã chết vì COVID-19 kể từ đầu đại dịch. Trong đó có 350 trẻ em dưới 5 tuổi. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài hậu COVID-19 cũng như hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Delta-cron và Omicron là tàng hình là hai biến thể phụ mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang nổi lên và gây nhiều lo ngại. Tờ Independent của Nga cho biết con số toàn cầu về số ca nhiễm Delta-cron vẫn chưa được làm rõ. Bước đầu mới xác định khoảng 30 ca tại Anh, khoảng 20 ca tại Mỹ, một số ca tại Pháp, Hà Lan và Đan Mạch. Với Omicron tàng hình thì con số rõ ràng hơn. Tại Anh, biến thể phụ này chiếm tới 57% trong 27.000 ca mới ghi nhận ở tuần cuối tháng 2. Tại Mỹ, Omicron tàng hình chiếm hơn 23% tổng số ca. Làn sóng dịch tại Trung Quốc, đại lục Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc được cho là do cả Omicron và Omicron tàng hình. Giới chuyên gia lo ngại, hy vọng rằng đại dịch COVID-19 đang đến hồi kết có thể giảm đi đáng kể vì sự lây lan của các biến thể phụ mới này. Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin một máy bay chở 133 hành khách đã gặp nạn khi đang trên đường đến Quảng Châu. Theo đó, chiếc máy bay của hãng hàng không China Eastern khởi hành từ Côn Minh đã gặp tai nạn tại khu vực Quảng Tây và gây ra đám cháy trên núi. Theo CCTV, chiếc máy bay gặp nạn là loại Boeing 737. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây cho biết máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi. Ngay sau sự cố, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC thông báo đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường rơi máy bay. Hiện chưa có thông tin thương vong cũng như nguyên nhân tai nạn. Theo trang FlightRadar24 theo dõi các chuyến bay, chiếc máy bay bị rơi mới hoạt động khoảng 6 năm. Hệ thống theo dõi hành trình bay ghi nhận tín hiệu chiếc máy bay lần cuối vào lúc 14:22 theo giờ địa phương, ở độ cao hơn 983m với vận tốc hơn 696 km/h. Trung Quốc được đánh giá là một trong những quốc gia có ngành hàng không an toàn nhất trên thế giới trong thập niên qua.